Quý vị và các bạn thân mến, trong phiên giao dịch sáng nay, sáng 14 tháng 12, giá vàng thế giới có xu hướng đi xuống, trong khi số ca mắc mới COVID-19 vẫn không ngừng gia tăng. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng buổi chiều tối ngày 14 tháng 12 năm 2020 được phát trên kênh Giá Cả Thị Trường. Ở bản tin này, chúng tôi xin được gửi tới quý vị và các bạn một số thông tin về thị trường giá vàng trong nước cũng như trên thế giới. Phần tiếp theo là bảng giá vàng được cập nhật mới nhất vào phiên chiều tối nay. Sau đây là nội dung chi tiết. Quý vị và các bạn thân mến, giá vàng tại thị trường vàng thế giới vào phiên sáng nay, cụ thể vào lúc 9 giờ, giá vàng thế giới giao dịch ở ngưỡng 1836,65 USD trên 1 ounce. Tới thời điểm hiện tại, giá vàng thế giới lại giao dịch quanh ngưỡng 1833,56 USD trên 1 ounce, tiếp tục suy giảm khoảng 6 USD so với lúc mở cửa phiên này là 1839,68 USD trên ounce, tương ứng mức giảm là 0,33%. Vậy thì lý do ở đây là gì đã khiến giá vàng suy giảm? Theo Phó Chủ tịch điều hành Wood Mining, Jeff White cho rằng các nhà đầu tư vẫn thận trọng khi số ca mắc mới COVID-19 tăng và các yêu cầu đóng cửa kinh doanh được thực hiện quá gần với Giáng sinh. Thị trường cũng lo ngại khi Thủ tướng Anh Boris Johnson nói nước này cần chuẩn bị trước tình huống không đạt thỏa thuận thương mại với EU. Sau Brexit, khảo sát về giá vàng tuần này của Kitco với 15 chuyên gia trên phố Wall thì có 5 người dự báo giá vàng tăng giá, 6 người cho rằng giá vàng giảm và như vậy có 4 dự báo giá vàng sẽ đi ngang. Giá vàng trên thị trường vàng thế giới hiện tại nếu quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, 1 USD tương đương 23.220 Việt Nam đồng, giá vàng thế giới tương đương khoảng 51,39 triệu đồng trên lượng, thấp hơn giá vàng SJC khoảng 3,27 triệu đồng trên lượng. Thị trường vàng thế giới đã khép lại tuần giao dịch thứ hai trong tháng 12 với xu hướng biến động mạnh qua từng phiên, giao dịch ảm đạm khi giới đầu tư chủ yếu đứng ngoài quan sát, chờ đợi việc Anh đang cố gắng để có một thỏa thuận về các điều kiện rời khỏi EU. Về mặt dự báo giá vàng cho ngày mai và những ngày tiếp theo, giá vàng sau khi đã giảm hơn 10% từ tháng 8 đến nay, dự báo giá vàng sẽ còn tiếp tục yếu trong thời gian tới khi thị trường bớt lo lắng về những rủi ro liên quan đến COVID-19 sau khi hàng loạt vaccine được tung ra và cũng giảm bớt lo ngại về chính trị khi ngày càng chắc chắn rằng ông Joe Biden sẽ tiếp quản Nhà Trắng. Theo ông Ariande, chủ tịch kiêm CEO quỹ đầu tư Ariande Asset Management cho biết, ông đưa ra quan điểm trung lập với giá vàng trong tuần này nhưng vẫn tin rằng giá kim loại quý sẽ cao hơn trong tương lai gần. Cũng theo ông Olihasen, trưởng bộ phận chiến lược hàng hóa tại Sasobank, cho rằng các nhà đầu tư nên đóng sổ sách và bắt đầu quay lại thị trường trong tháng 1 tới. Giá vàng có thể biến động khi sự chú ý đang được hướng đến thỏa thuận ngân sách và gói kích thích lớn tại Mỹ. Theo ông White cho rằng giá vàng có thể phản ứng nhanh trước sự tiến triển hay bế tắc. Quý vị và các bạn thân mến, giá vàng tại thị trường vàng thế giới đang tiếp tục suy giảm. Thế còn giá vàng tại thị trường vàng trong nước diễn biến ra sao? Sau đây, kính mời quý vị và các bạn cùng quay sang với thị trường vàng trong nước. Vào phiên trưa nay, lúc 11 giờ trưa, giá vàng SJC tại Hà Nội được công ty cổ phần SJC Sài Gòn niêm yết giao dịch mua và bán ở mức 54,70 đến 55,22 triệu đồng trên lượng ở hai chiều mua vào và chiều bán ra. Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng được niêm yết ở mức 54,77 đến 55,17 triệu đồng trên lượng ở hai chiều mua vào và chiều bán ra. SJC trên hệ thống Phú Quý niêm yết giao dịch mua và bán ở mức 54,75 đến 55,20 triệu đồng trên lượng. Còn giá vàng Doji trên thị trường Hà Nội được niêm yết ở mức 54,60 đến 55,30 triệu đồng trên lượng ở hai chiều mua vào và chiều bán ra. Và để quý vị và các bạn nắm rõ hơn về thị trường vàng trong nước, sau đây chúng tôi xin được gửi tới quý vị và các bạn bảng giá vàng chi tiết được cập nhật mới nhất vào phiên chiều tối nay. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên là giá vàng SJC tại các tổ chức lớn. SJC Hồ Chí Minh từ 1 đến 10 lượng, mua vào 5.465.000, bán ra 5.515.000, giảm 100.000 đồng trên lượng ở cả chiều mua và chiều bán. SJC Hà Nội mua vào 5.465.000, bán ra 5.577.000. Doji Hồ Chí Minh mua vào 5.461.000, bán ra 5.519.000. Doji Hà Nội mua vào 5.460.000, bán ra 5.525.000. Vinji Hồ Chí Minh và Vinji Hà Nội mua vào 5.465.000, bán ra 5.520.000. Tại hệ thống Phú Quý SJC mua vào 5.470.000, bán ra 5.515.000. Tại vàng Mỹ Hồng mua vào 5.480.000, bán ra 5.505.000. Bạc Tín Minh Châu mua vào 5.477.000, bán ra 5.517.000. Tiếp theo là giá vàng ở một số ngân hàng. Ngân hàng Eximbank mua vào 5.465.000, bán ra 5.505.000. Ngân hàng ACB mua vào 5.460.000, bán ra 5.510.000. Ngân hàng Sacombank mua vào 5.438.000, bán ra 5.458.000. Một số giá vàng còn lại tại các ngân hàng, quý vị và các bạn vui lòng tham khảo thêm ở bảng giá. Tiếp theo là giá vàng SJC ở một số tỉnh thành phố. Phiên chiều tối nay, giá vàng SJC ở một số tỉnh thành phố quay đầu giảm, giảm 100.000 đồng trên lượng ở cả chiều mua và chiều bán. Đầu tiên là SJC Đà Nẵng mua vào 5.465.000, bán ra 5.517.000.
SJC Nha Trang mua vào 5.464.000, bán ra 5.517.000. SJC Cà Mau mua vào 5.465.000, bán ra 5.517.000. SJC Bình Phước mua vào 5.463.000, bán ra 5.517.000. SJC Huế mua vào 5.462.000, bán ra 5.518.000. SJC Biên Hòa mua vào 5.465.000, bán ra 5.515.000. SJC tại khu vực miền Tây mua vào 5.465.000, bán ra 5.515.000. SJC Quảng Ngãi mua vào 5.465.000, bán ra 5.515.000. SJC Long Xuyên mua vào 5.467.000, bán ra 5.520.000. Tiếp theo là giá vàng bông số 9 và vàng nữ trang SJC. Đầu tiên là nhận bông số 9 từ 1 đến 5 chỉ, mua vào 5.350.000, bán ra 5.405.000. Vàng bông số 9 mua vào 5.315.000, bán ra 5.385.000. Vàng 24K mua vào 5.231.700, bán ra 5.331.700. Vàng 18K mua vào là 3.854.200, bán ra 4.054.200. Vàng 14K mua vào là 2.954.800, bán ra là 3.154.800. Vàng 10K mua vào là 2.060.800, bán ra là 2.260.800. Quý vị và các bạn thân mến, mọi thông tin giá vàng trong nước cũng như trên thế giới sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tiếp theo. Quý vị và các bạn hãy đăng ký kênh và tích vào quả chuông ở bên cạnh để không bỏ lỡ những bản tin mới nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.